25. Em không chết. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt. Đều không chết. Anh thật ngốc. Anh thật ngốc. Anh ngốc đến nỗi từng nghĩ sẽ chết cùng em. Nhưng mà anh không thể. Anh không thể trợn mắt ra nhìn thấy em chết. Thời khắc mà em chết đi rất đáng sợ. Bất luận thế nào, anh đều phải nghĩ cách. Chúng ta đều phải sống thật tốt bên nhau. Cửu Phong, cả đời tôi muốn thẳng ngực cao đầu bước cùng ông trước mặt mọi người, nhưng thật không ngờ đến đây không phải là Hà Chủ Phượng sao? Bà ấy là Giang Tế thật sao? Đúng là nhận không ra. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được sánh bước đi cùng ông. Tôi không quay đầu làm lại được nữa rồi. Giờ bà đừng nói gì nữa. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là tìm ra Giang Tế nội ứng. Không thấy rồi. Thật là không thấy nữa rồi. Bà nói cái gì? Tối nay cái người tên Đặng Nguyên hình như đột nhiên biến mất rồi. Lúc trước đi mười mấy bước không xa, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh trên trần thế này. Đó là trên hơi thở, tôi cũng có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ đột nhiên không thấy nữa rồi. Hình như hắn ta đã rời khỏi thành Đường Đức rồi. Cậu Phong, cậu Phong. Bác sĩ, xem giúp tôi một chút. Như vậy là sao? Anh bị lây nhiễm bệnh dịch rồi. Hả? Tôi lây nhiễm bệnh dịch rồi. Tôi có chết không? Tôi có chết không? Anh à, anh yên tâm. Bệnh dịch này của anh tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Không phát tác sẽ không truyền nhiễm đâu. Yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu anh. Quyển trưởng, để tôi đấm bóp da cho ông. Gây co rồi, thuốc uống hết rồi. Ông tại sao không biết chuẩn bị thêm thuốc? Cảnh sát Trần, lại phiền cậu một chuyến. Đến bàn trang điểm trong phòng tôi vẫn còn một chút thuốc rất giống cái bình này. Quyền trưởng, tôi thấy không yên tâm. Có gì mà không yên tâm? Tôi sợ bà ấy hại ông. Sẽ không đâu. Uống trước một chút nước nóng đi. Chờ một chút có thuốc rồi thì ngủ một chút. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Em hôm nay nói gián điệp kia không còn ở trong thành. Không thể nào. Trong thành bị bao vây như vậy cũng không lọt ra ngoài được. Hắn ta không thể nào ra được. Sau này ông nhớ kỹ, thuốc khi uống sắp xong rồi, gọi người nhanh đưa ông đến bệnh viện. Ông sao chép mấy phần đưa cho thuộc hạ. Đến lúc đó bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn cho ông. Dân cư, quán rượu, bệnh viện, trường học đều đã lục lọi khắp nơi. Hắn sẽ đi đâu được? Ông hãy nhớ, sau này đừng cố thức khuya. Việc có lớn như thế nào đều phải xử lý khoan dung. Dạ dày ông không tốt, đừng nên để bữa đói bữa no. Tôi đang nói với bà chuyện bắt gián điệp. Bà nói với tôi cái này làm gì? Bà đừng như vậy có được không?
Mà càng như vậy, trong lòng tôi càng khó chịu. Tôi không yên tâm. Tôi biết tôi không còn đường để quay đầu lại. Bà chỉ cần giúp tôi bắt được tên gián điệp này thì bà có đường quay đầu rồi. Ông là quyện trưởng, ông sẽ giết tôi. Ông nên giết tôi. Các anh em, một lát nữa xuống núi, nhìn thấy người Nhật thì bắn chết hết cho tôi. Bắn thì bắn, viên đạn này bắn mở mắt to ra cho tôi. Ngộ nhỡ làm thương tiểu hồ tử thì rắc rối to đó. Không phải mọi người rắc rối, mà là tôi gặp rắc rối. Tôi nói cho mọi người biết, ai mang được tiểu hồ tử về thì vị trí Trương gia sẽ thuộc về người đó. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Đứng lên một chút. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tôi ra lệnh huy động mấy anh em thấy sao? Anh đi thật sao? Nói thật lòng, tôi để vợ tôi ở nhà, tôi cũng không yên tâm. Nhưng mà tôi đã hứa với Kiều Muội Muội giải lại chuyện này. Điều là việc của Trương La tôi. Nhưng mà tên tiểu Nhật Bản đó chỉ cần hôn sự để thành công là được. Nó giống như là mài dao, nếu cứ mài thì sẽ nhanh thôi. Nghe rõ rồi, xuất phát. Hà Bình An, Thẩm Trương Lăng không đốt cháy được các người, đúng là đáng tiếc. Bây giờ tôi phải đi thăm ân nhân cứu mạng của tôi rồi. Em cũng muốn. Đưa cho nó đi. Được rồi, ăn đi. Hà đại ca, lột cho chị một trái nữa đi. Ai đó? Tiểu thư. Anh sao lại đến đây? Tiểu thư, tôi cũng bị trúng độc rồi. Cô xem. Anh cũng bị nhiễm sao? Đúng vậy, bác sĩ nói. Nhưng mà tiểu thư, cô đừng lo lắng cho tôi. Tôi có thể cùng đi với tiểu thư, chết cũng không tiếc. Chỉ là ơn của tiểu thư đã cứu mạng, chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Học Văn, đừng sợ. Ý của anh là chờ chúng ta sau này lớn lên, sau này già đi. Không phải bây giờ chúng ta không phải rất tốt sao? Đúng, lời tôi vừa nói với lời gì đại ca này nói cùng một nghĩa. Thiếu gia, cậu đừng sợ. Cậu nhất định cùng với chị cậu cùng nhau khỏi bệnh thôi. Phải tin tưởng bác sĩ, chúng ta nhất định sẽ được cứu thôi. Phải có lòng tin. Cô đừng an ủi tôi nữa. Tôi nghe mọi người nói rồi, không có thuốc giải, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Được rồi, không nên nói nữa. Vì nghỉ ngơi đi. Tiểu thư, vậy cô bảo trọng. Học Văn, cậu muốn ăn quýt dưỡng không? Lột cho em thêm trái nữa nhé. Chị, chúng ta đều sẽ chết sao? Đúng rồi, con người ai cũng phải chết. Nhưng mà em phải cùng chị lớn lên, cùng chị già đi, biết chưa? Vẫn còn Hà đại ca. Người lúc nãy là người như thế nào? Là em lúc trước cứu một người gặp nạn. Bây giờ là ân nhân của Thẩm gia. Anh không cần lo lắng. Anh ta vẫn đáng tin. Lúc này chúng ta không thể tin ai được. Chúng ta vẫn phải kiểm tra xem. Học Văn, em ngoan nha. Anh chị ra đây một chút.
Là ai vậy? Là tôi. À, mời vào. Là tiểu thư, cô đến hả? Chúng tôi lại thăm anh. Tiểu thư, cô đối với tôi thật tốt, tôi làm sao có thể báo đáp đây? Đừng nói như vậy. Chỉ là bệnh của anh có thể khỏe lại thì tốt hơn nhiều rồi. Uống miếng nước đi. Được rồi, tôi không khát, không khát. Uống đi, uống đi. Tôi không khát. Thật xin lỗi, anh xem tay chân tôi vụng về. Tôi giúp anh thay đồ. Không sao, không sao. Đều là tôi không cẩn thận. Không được, cái áo này phải thay ra. Nhất thiết, không để cảm lạnh được. Đừng cử động. Tiểu thư, không nói giấu gì cô, tôi không có mang quần áo dư theo nhiều. Bình thường là buổi tối tắm xong, ban ngày mặc lại. Hay là mọi người về trước đi. Chờ một chút, tôi xử lý xong là được. Được. Hay là chúng ta mau về đi. Thật sự xin lỗi, không có gì. Có việc gì thì kêu chúng tôi. Chẳng lẽ thằng này chẳng nghi ngờ mình? Em đến đây làm gì? Hà đại ca, có phải anh nghi ngờ người kia rồi? Em giúp anh. Em giúp anh. Anh làm sao giúp anh được? Để em đứng lên lưng của anh, leo lên cửa sắt vào bên trong mở cửa cho anh. Thật à? Được. Hà Bình An, cuối cùng tôi cũng lừa được anh rồi. Các em nhỏ, trong tay các em đang bưng một cái chén. Thật ra trong đó có một chén là một chén chè vô cùng ngon, nhưng mà tôi quên mất là chén nào rồi. Các em giúp tôi nếm thử xem. Nếu như nếm đúng rồi thì nghĩa là thưởng cho các em. Vận may của cậu rất tốt. Cậu uống trúng nước ngọt của tôi. Quyền trưởng quỹ ông ấy sao rồi? Có phải đã bị nhiễm dịch rồi không? Không có. Ông ấy lao tâm quá độ nên thổ huyết.
Huyện trưởng Ngụy, ông bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không ông sẽ khiến mình mệt đến chết. Huyện trưởng, cục trưởng Trương, bà chủ Phương đó, anh chuẩn bị phán như thế nào? Huyện trưởng, ông đừng hao tâm vì việc này nữa. Anh không nói phải không? Vậy tôi đi, huyện trưởng à. Hiện giờ ông là bệnh nhân của tôi không để ông vất vả quá sức như vậy. Việc liên quan đến tùy tuyến kháng dược. Huyện trưởng, huyện trưởng. Chờ đến xong trận này, tôi sẽ từ chức viện trưởng này. Em đi đâu? Tôi sẽ đi theo em. Nếu như thành Đường Đức bị phá dở, cũng tốt, hai chúng ta chết cùng nhau. Lúc còn sống không danh không phận, sau khi chết chúng ta có thể nắm tay nhau đi qua đầu cầu Nại Hà. Ông biết không, tôi chờ là chờ câu nói này của ông. Dương Ngụy phụ phế anh, kịch đã hát lại nhiều lần rồi, ca từ là thật, mà em còn ngốc diễn lại lần nữa. Lần đó anh lấy tấm hình đưa cho em, nói đây mới là tân nương mà anh cưới. Thuốc này là em chuẩn bị từ lúc đó. Lúc đó anh vẫn đang là một thằng cờ bạc. Anh có biết tại sao không hạ độc không? Là vì anh có lý tưởng. Nhìn anh sao mà lóa mắt, giống như một bông hoa to. Bất luận gặp phải ngăn cản gì, anh đều hướng về ánh mặt trời. Không ngờ Hán Giang này chính là đang đứng trước mặt anh. Anh còn điều tra ai? Em nói đi, em có phải là Hán Giang không? Đúng, em là Hán Giang. Đời này của em cuối cùng làm người phụ nữ của anh một lần. Làm việc anh nên làm, không cần khó xử. Ây da, ông anh lão Ngụy à, tại sao ông không ở bệnh viện nghỉ thêm vài ngày? Ngồi, bao ngồi. Tôi biết anh đang chờ cái này. Sự bắn Tiêu Minh Phượng, anh muốn giết bà ta à? Thay thế người của tôi, đem chuyện hôm nay đè nén xuống. Chuyện hôm nay không trách người của anh, trách tôi. Trách tôi không làm tốt bổn phận huyện trưởng. Tôi đã kiểm tra qua ghi chép phỏng vấn rồi, bà ấy bị ép buộc, vì tình có thể tha thứ, có thể không tiến hành sự bắn. Không, 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 không giết, không ổn định được phẫn nộ của dân, thả xuống dịch bệnh, đốt kho lương thực, để các anh em dũng sĩ lấy bao nhiêu là cực khổ, đều là do gian tế làm ra. Sư trưởng Từ,
Các binh lính này của anh vì giữ lấy đường đức đã quả tính mạng vào rồi, chưa ăn được một lần no nê. Dù gì đã bắt được gián điệp này, coi như là một lời giải đáp với anh em. Chữ này tôi đã ký rồi, anh ký đi. Giang Tế thông đồng với địch phải chết, vi phạm kỷ luật quân đội cũng phải giết. Đây là phê duyệt của tôi. Không không, đó là binh sĩ thủ thành của anh. Nguyên trưởng Ngụy, đây là lựa chọn của dũng sĩ chúng tôi. Tôi ký. Cho tôi biết anh là ai. Báo cáo sư trưởng, tôi là người của đoàn quân binh sĩ. Là binh sĩ, anh có tự hào không? Thân là binh sĩ, tôi một đời kiêu hãnh. Nói tôi biết binh sĩ là gì. Không sợ hy sinh, anh dũng giết địch, mãi mãi không lùi bước. Hình dáng của một người dũng sĩ, vinh danh cao nhất của anh dũng vô địch. Đồng thời dạy gian cũng là một phần tự hào, cũng là đặt lên mỗi người chúng ta một hòn núi lớn trong lòng. Nhưng mà các anh thì sao? Tụ tập đánh nhau, tranh giành khẩu phần lương thực, bắn súng giết người. Để tay lên ngực tự hỏi, các bạn có phải là người của binh sĩ quân đội không? Các bạn có gánh nổi trách nhiệm này không? Là vinh dự sao? Là tự hào sao? Vì không tuân thủ binh sĩ, không tuân thủ theo chúng tôi, quân pháp phải nghiêm minh. Yên tâm lên đường nhé. Kiếp sau vẫn là binh sĩ của tôi. Tiến hành sự bắn. Phượng Nhi, hôm nay em rất đẹp, vô cùng đẹp. Ông làm đúng lắm. Ông không nợ tôi. Là tôi nợ ông. Là tôi làm ông xấu hổ. Cổ Phong, tôi rất lạnh. Ôm lấy tôi đi. Em đừng sợ, tôi tiễn em. Tiễn em lên đường. Phong Nhi, không nhìn thấy thì em sẽ không sợ nữa rồi. Giơ súng lên. Bắn.
Thuyền trưởng, sao anh lại chạy qua đây rồi? Coi như là anh có bệnh, chạy y tá cũng không canh nổi anh. Có phải lúc nãy em mơ thấy ác mộng? Trên mặt em lúc khóc lúc cười. Lúc nãy em mơ thấy anh. Mơ thấy gì? Anh hận em không? Em lại nói ngốc nghếch gì vậy? Anh tại sao lại hận em? Là em truyền nhiễm cho anh, là em hại anh, là em để anh cùng chết với em. Trong kỳ đại chiến, trọng trách đè lên vai ông. Giữ gìn sức khỏe nhé, kìm nén đau thương. Tuy bệnh của hiện trưởng là bệnh cũ, nhưng tôi kiến nghị vẫn phải nên bệnh viện xem sao, kiểm tra xem có phải là bị truyền nhiễm không. Như vậy mới thỏa đáng hơn. Sức khỏe của tôi tự mình hiểu rõ. Thời kỳ vô cùng quan trọng, cẩn thận sức khỏe. Anh Ngụy, nên đi khám đi. Tôi không thể nào để Bách Tính biết được quyền trị của họ bị bệnh. Tình thế bắt buộc thôi. Bất luận là bệnh dịch hay là lương thực thiếu thốn đều cũng như nhau. Đối với bảo vệ thành Đường Đức đều là đòn chí mạng. Cần phải tìm cách để sớm giải quyết. Ông cứ yên tâm, Ngụy Cửu Phong tôi nhất định sẽ cố gắng nghĩ ra cách để các anh em được ăn cơm. Câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi. Hai vị thủ trưởng, liên quan đến vấn đề bệnh dịch, tôi cũng có việc quan trọng muốn hồi báo. Bệnh viện Đào Lâm phải có tất cả các thuốc, vaccine phòng bệnh. Với lại bác sĩ Mã là thầy giáo của tôi. Thầy giáo của cô? Đúng. Nếu là ông ấy thì sẽ có cách. Bệnh viện? Đúng. Cô qua đây. Đã ở đây sao? Đúng. Tôi đi. Tôi đích thân đi. Bị quân Nhật chiếm rồi. Hiện tại nơi này là bệnh viện của người Nhật. Rất khó đi vào. Nói gì đến, đi tìm bác sĩ Mã, tìm ra vaccine phòng ngừa, thông qua tuyến bị phong tỏa đem về đây. Nhiệm vụ này không ai hoàn thành được. Anh lúc trước đã có rất nhiều bè bạn đồng sinh cộng tử, bọn họ đều chết rồi, chỉ còn lại anh. Anh cũng không dám nói đồng sinh cộng tử với ai nữa. Mỗi lần đều như vậy. Thật ra không phải anh chỉ nghĩ một lần, bắn mình một phát. Tất cả mà anh ở lại đều là vì anh yếu đuối. Bây giờ thì tốt rồi. Đồng sinh cộng tử không thay đổi. Y tá lại nói không thấy rồi. Tôi không cần nghĩ cũng biết, nhất định là anh sẽ chạy qua đây. Xin lỗi nhé, làm phiền mọi người rồi. Nhưng mà tôi bảo đảm với cô, lần sau tôi sẽ đến. Anh cũng rất lạc quan, nhưng mà như vậy cũng tốt, sẽ giúp đỡ được bình tĩnh của anh. Đây là lúc tôi thanh thản nhất, vui vẻ nhất trong đời. Đương nhiên lạc quan rồi. Được rồi, được rồi, tôi cũng không đuổi anh đi nữa. Ở lại đây đi nhé. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa là kiếm được cách cứu được hai người rồi. Bỏ đi, kiểm tra nhiệt kế trước đã. Cách gì vậy? Nhưng bây giờ thì không thể rồi. Cái gì mà không thể? Nói nghe xem. Vì chiến tranh. Được rồi, hai người nghỉ ngơi đi. Vaccine phòng ngừa chúng tôi sẽ tìm cách. Hai người yên tâm đi. Bác sĩ Trần, lúc nãy cô nói chỉ được một nửa. Cô hãy nói cho tôi biết, cái gọi là trên lý thuyết có cách cứu người, tại sao không được? Hà Bình An,
Hiện tại anh là một bệnh nhân. Nhiệm vụ của anh chỉ là nghỉ ngơi cho tốt, phối hợp với bác sĩ điều trị. Việc này không phải là việc của anh phải hao tâm. Cũng chính là vì tôi không phải bệnh nhân truyền nhiễm, cô càng phải biết làm sao mới có thể cứu được người. Làm sao cứu được? Được thôi, vậy tôi nói anh nghe. Trong bệnh viện Đào Lâm, chất đóng các loại thuốc, với lại thầy giáo của tôi cũng ở đó. Ông ấy sẽ có cách điều trị bệnh dịch này, có thể chế ra vaccine phòng ngừa. Nhưng mà nơi đó bây giờ Nhật Bản đóng chiếm rồi. Đào Lâm, bởi vậy tôi nói không thể nào. Được hay không được, phải để tôi thử đã. Rất khó. Anh định làm gì? Đi tìm đường sống, tìm cách cứu em, cứu học văn, cứu tất cả mọi người. Không được đi. Không phải anh vừa nói rồi sao? Bây giờ là lúc anh vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong đời sao? Em cũng như vậy. Bình an. Chúng ta không dễ dàng gì mới có thể ở cùng nhau. Em muốn ở bên cạnh anh. Em giờ đã từ bỏ hết sầu hận, từ bỏ hết tất cả. Em chính là gì? Muốn hưởng thụ thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này. Chúng ta quý trọng nó. Đừng rời xa em. Bên em. Đừng đi mạo hiểm. Anh không phải đi mạo hiểm. Anh là vì em, vì học văn. Liều một phen, tìm được đường sống. Là vì câu nói này của cô ta sao? Ai dám chắc ăn? Nếu như tự mình đi tìm cái chết. Không được đâu. Sợ gì có một phần cơ hội anh cũng phải đi. Tường Lăng, chúng ta ở cùng nhau quá tốt rồi. Là lúc anh được vui vẻ nhất trong đời. Anh muốn em được sống. Anh muốn em còn học văn nữa. Còn có tất cả mọi người ở đây đều phải sống sót. Anh quên rồi. Anh đã hứa với em. Anh phải sống lâu hơn em. Nhưng anh không thể nào nhìn em chết. Anh sẽ đau lòng. Hương thân phụ lão, tất cả hương thân phụ lão bị trúng bệnh dịch. Tôi là Hà Bình An. Tôi muốn đi gặp Từ Bằng Trình và Ngụy Cổ Phong. Tôi nguyện đồng ý tiếp nhận không hoàn thành nhiệm vụ, đi mạo hiểm. Chỉ cần tôi thành công, tất cả bệnh nhân trong bệnh viện đều có thể sống sót. Mọi người nghe rõ chưa? Anh ấy muốn làm gì? Anh ấy muốn dùng mạng mình để đi cứu tôi. Chỉ cần đồng ý mạo hiểm, chỉ cần có cơ hội sống sót. Mọi người hãy cùng tôi hô to: chúng ta cần sống sót. 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 Cậu muốn đi Đào Lâm lấy thuốc, sức khỏe cho phép không? Cái này phải hỏi bác sĩ. Hiện tại sức khỏe của anh ấy vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng bệnh dịch này rất kỳ lạ. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định. Chỉ biết được loại bệnh này nhất định có thời ẩn náu. Trong thời gian ẩn náu, chúng có thể hoạt động bình thường không ảnh hưởng, nhưng chỉ cần bộc phát có thể phá hoại chức năng cơ thể. Vậy thời gian ẩn náu bệnh của tôi bao lâu? Cái này không thể nào xác định được. Có thể là 3 ngày, có thể là 3 tiếng đồng hồ. Quá mạo hiểm rồi. Cậu đi chấp hành nhiệm vụ sẽ phát bệnh, sẽ chết đó. Tôi không làm gì cũng sẽ chết. Vốn dĩ cũng nên cược một ván. Anh vẫn chưa biết nơi đó bị rơi vào tay Nhật rồi. Trong bệnh viện đó đầy rẫy binh lính địch. Anh muốn đi đâu tìm bác sĩ Mã, rồi lấy nghiên cứu điều chế vaccine đem về đây. Nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Tôi biết. Vậy anh dám bảo đảm không? Không có. Không có mà náo loạn lên như vậy hả? Chuyện này không ai dám bảo đảm. Phải thử. Một mình anh sao? Một mình tôi đương nhiên không được. Tôi cần người giúp.
Không được, tôi không thể điều binh sĩ cho anh để đánh một bệnh viện, rút dây động rừng. Không cần quá nhiều người, tôi chỉ cần mười mấy người là đủ. Và lại tôi sẽ không chiếm dụng binh sĩ. Tôi chỉ cần những người đã bị bệnh. Quân nhân còn có cảnh sát, bị bệnh không nghiêm trọng, đều có một chút thể lực. Bọn họ tự mình bị nhiễm, càng cần đến vaccine. Nếu như không cần vaccine, bọn họ đều sẽ chết. Cho nên bọn họ không có gì phải sợ. Bọn họ ngoài thể lực bị giảm sút, mà còn là binh sĩ tốt nhất. Anh định làm thế nào? Có kế hoạch không? Không có. Không có kế hoạch gì cả. Quấy rối. Nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Tất cả kế hoạch không cần dùng đến, lại lên kế hoạch trước. Nếu không tùy cơ ứng biến, chính là sở trường của cậu. Tôi đồng ý. Tôi tự mình đào thoát khỏi bệnh viện. Có thể. Với lại, tôi muốn đem theo mẫu máu. Trên người anh không phải đã có máu sao? Cậu muốn đem máu gì nữa? Trên người tôi không có máu kháng thể. Tôi muốn đem theo máu của Tương Lăng. Nếu như thành công, tôi dùng máu của cô ấy. Đây là việc duy nhất tôi làm cho cô ấy. Tiểu thư, xin cô nói với cảnh sát Hà một tiếng, nói tôi và bọn họ cùng nhau ra thành đi lấy thuốc. Trường Sơn, ông phải nghĩ kỹ. Đi địa bàn của quân địch lấy thuốc, 10 phần chết chính. Tiểu thư, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Hôm đó trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói sức kháng bệnh của bọn trẻ rất yếu. Nếu như không có vaccine, tiểu thiếu gia sẽ không chống đổi mấy ngày nữa. Giả lại, tiểu thiếu gia đã trúng bệnh dịch. Tôi hận không thể xuất thành để đấu với bọn địch. Cuối cùng có cách ra khỏi thành lấy thuốc, nên thế nào đi nữa tôi cũng phải đi một chuyến. Xin tiểu thư toàn thành nói với cảnh sát Hà, để bọn họ ra thành lấy thuốc đem theo tôi. Lấy được thuốc, bán mạng tôi cũng chạy về lấy thuốc cứu thiếu gia. Tâm ý của ông, tôi và em tôi đều biết. Tôi không thể hứa với ông. Không, tiểu thư, tôi không sợ chết. Tôi càng không sợ bọn địch. Nếu như bỏ cái mạng này mà lấy được thuốc cứu thiếu gia, đáng giá lắm. Xin tiểu thư, để tôi đi đi. Nếu gặp được bọn địch, tôi có thể giết được một hai người, còn có thể giúp đỡ được cảnh sát Hà, báo đáp ân cứu mạng của tiểu thư. Tiểu thư, cô để tôi đi đi. Tiểu thư, ông làm gì vậy? Mau đứng lên. Tiểu thư, cô hứa với tôi đi. Tiểu thư kêu ông đứng lên. Ông mau đứng lên đi. Không, tiểu thư không đồng ý. Tôi không đứng lên. Được, tôi hứa với ông. Đứng lên đi. Tiểu thư cô yên tâm, tôi nhất định lấy vaccine mang về cho thiếu gia. Tôi cũng cần ông bảo trọng. Tiểu thư, Trường Sơn thời gian này không đúng lắm. Tôi hoài nghi ông ta có vấn đề. Chỗ nào không đúng, tôi cũng không biết nói sao. Nhưng mà vẫn có chút kỳ lạ. Lúc này thêm một người giúp anh ấy thì càng tốt. Tiểu thư, để em đi đi. Châu Tứ em bán mạng cũng lấy được thuốc về của thiếu gia. Em còn bảo đảm Hà đại ca sẽ bình an trở về, đoàn viên với cô. Các vị, chúng ta đều là người, còn lại một chân, người gần đến quan tài, nhưng còn một cơ hội. Chúng ta còn cơ hội sống tiếp. Nói thẳng ra, cơ hội rất nhỏ, thậm chí có thể không có. Nhưng chỉ còn một cơ hội, một lần thôi. Chúng ta có thể sống sót. Mọi người đều là anh hùng. Cho dù chết đi, nói thật cũng chẳng có tổn thất gì. Vốn gì cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Mọi người đồng ý theo tôi đánh đổi lần này không? Đồng ý. Được. Nếu như đã đồng ý, tôi chính là cấp trên của mọi người. Hy vọng lần này, tôi mong mọi người tuyệt đối phối hợp cùng tôi. Mỗi một câu tôi nói không được có lời oán hận. Thậm chí tôi muốn mọi người đi chết. Mọi người cũng không được do dự. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Diệp Phó Lưu, có chuyện gì?
Tại sao lại chọn tôi? Chỉ có ông mới quen biết bác sĩ Mã bên kia thôi. Với lại, nếu tìm được bác sĩ Mã thì còn chỉ nhờ ông. Tôi không muốn đi. Xin lỗi, cái này không do ông quyết định được. Tìm một loại thường tay mình đi. Sư trưởng, Hà Bình An đã chuẩn bị hoàn tất. Xin chỉ thị khi nào xuất thành. Xuất thành? Bọn họ làm sao ra khỏi thành? Vòng quay quanh Nhật thật khó khăn. Dù vào điểm này không thể ra khỏi thành. Đối với Hà Bình An, tập kết ở cửa Bắc, sau mấy phút sau khi nghe được tiếng súng mới có thể xuất hành. Nhóm này chỉ định là nhóm độc quân. Sư trưởng, nhận được tin quân Nhật đánh vào rồi à? Không có. Vậy làm sao xác định có tiếng súng? Tại vì chúng ta phải đi đánh bọn chúng. Anh đem theo mấy người, khi xuất phát đi tập kích quân Nhật. Lúc cần thiết tôi sẽ xuất hiện. Quân Nhật phát hiện ra tôi sẽ chạy về hướng tôi. Lúc này Hà Bình An có thể xuất thành được rồi. Vậy an nguy của ông thì sao?